Và bây giờ chúng ta sẽ tới phần long trọng nhất mà có lẽ rằng rất nhiều người chúng ta mong chờ, đó là phần rước kiệu Đức Mẹ xung quanh khu vực linh đài của chúng ta, và để cho phần rước kiệu được diễn ra trật tự và sắp sáng, xin cộng đoàn chúng ta đốt nến và chúng ta sẽ cùng đi kiệu trong chương trình. Thứ nhất gồm có thánh giá đền hầu chúng ta đi trước, sau đó tới các hội đoàn, xin mời các hội đoàn, và trong đó có các hội cồng chiêng của giáo xứ con Rờ Vàng cũng như các giáo xứ mà chúng ta đã tham dự diễn luyện. Rồi sau các hội đoàn là tới đội múa, và sau đội múa là kiệu Đức Mẹ, và cuối cùng là tất cả cộng đoàn chúng ta sẽ đi sau kiệu Đức Mẹ. Bởi vì chúng ta đi trước thì chúng ta sẽ không đủ thời gian vì chúng ta rất là đông, nên chúng ta sẽ đi sau ngay kiệu Đức Mẹ, đó là toàn thể cộng đoàn. Và bây giờ xin mời đoàn rước chúng ta vào vị trí của mình. Thứ nhất là thánh giá đền hầu, xin các sơ phụ trách về phần rước Đức Mẹ xin hướng dẫn để cho các thành phần đã được bố trí sắp xếp đi vào đúng vị trí của mình. Thứ nhất là thánh giá đền hầu, thứ hai là các hội đoàn. Lạy Mẹ Maria kính yêu, từ muôn đời Mẹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ đấng cứu thế. Đây là một đặc ân cao trọng và là một biểu hiện rõ ràng về tình yêu Thiên Chúa dành cho Mẹ cũng như cho người nữ nhân loại chúng con. Nhờ ân huệ và vai trò làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ được hợp nhất với con Mẹ là đấng cứu chuộc và hiệp nhất với giáo hội. Giờ phút này, cộng đoàn chúng con xin cùng lắng đọng tâm hồn để tôn vinh Mẹ và cùng Mẹ chiêm ngắm các mầu nhiệm ra đời của Chúa Giêsu con Mẹ. Ước gì khi chúng con cất lên những lời kinh kính mừng cũng là lúc chúng con được nối kết đời mình với Chính Chúa Giêsu. Chúng con xin dâng 10 kinh kính mừng này, xin được niệm cùng với Mẹ, cầu nguyện cho các vị chủ chân trong giáo hội. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả. Thank you.
Nơi có tình yêu Thiên Chúa người Việt, các bạn mình sẽ
Chúng con nhớ
sinh của đấng cứu thế, vừa đời thường ấm sơ nhỏ bé, từ nhà truyền tin Nazareth đến nhà tiệc ly Jerusalem, vừa lớn lâu lâu dài, xin suốt cả dòng lịch sử biệt dư thế giới, chúng con xin được cùng mẹ tôn vinh Chúa. Lạy mẹ sầu bi măng đen, chính nơi đây Chúa tượng mẹ, chúng con được ơn Chúa thúc đẩy, phải tiếp tục con đường thập giá vinh quang. Vì thế xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con cũng được tràn đầy thánh thần, để như mẹ và nhờ mẹ chúng con lên đường loan báo tin mừng bình an như lệnh Chúa truyền. Chúng con xin được cùng mẹ tôn vinh Chúa. Amen. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Xin khi Chúa còn anh là cha và con và thánh thần, ban bốn phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em một đêm bình an. Đoàn chương trình Rước Kiều Đức Mẹ đến đây là chấm dứt. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình đầu thánh thể của đêm thánh thức hôm nay. Bây giờ đã là 1 giờ sáng, vì thế sẽ bắt đầu phiên chầu lượt thứ 3 do giới hiền mẫu giáo phận phụ trách. Xin mời giới hiền mẫu chúng ta vào trong phía nhà nguyện để chúng ta bắt đầu giờ chầu của mình. Còn những khách còn lại, chúng ta sẽ có chương trình giao lưu đầu xuân ở phần sân khấu. Tất cả các bạn trẻ cũng như những ai muốn giao lưu cùng với các ca sĩ, cũng như muốn thể hiện các tiết mục mình đã chuẩn bị ở làng của mình trước đây, chúng ta có thể giao lưu cùng với nhau ở phía trên sân khấu. Xin cảm ơn tất cả mọi người.